Cây xương rồng từ lâu đã là cây cảnh quen thuộc nhiều người biết tới. Xương rồng ở thôn quê mọc rải khắp, về thành phố lên chậu thành bonsai, thu hút nhiều người. Quen thuộc là vậy, nhưng ít ai biết được rằng quả xương rồng có thể ăn được và là đặc sản có giá đắt đỏ ở nước ngoài. Xương rồng lê gai còn được gọi là xương rồng tai thỏ, có nguồn gốc từ Mexico. Ở Việt Nam thì loài cây này được trồng nhiều ở các tỉnh ít mưa nhiều nắng như Ninh Thuận, Bình Thuận. Quả xương rồng lê gai có hình dáng rất giống với quả thanh long, khi chín chúng có màu cam đỏ hoặc màu tím. Quả xương rồng khi đã hái xuống sẽ không chín nữa, nên cần canh quả chín mọng trên cây để thu hoạch, lúc đó quả mới ngon ngọt. Ở Ninh Thuận, Bình Thuận thì trái xương rồng lê gai gắn với tuổi thơ của nhiều đứa trẻ. Chúng có vị tương tự như thanh long, kiwi chua, ngọt, rất ngon. Nhưng ở nhiều quốc gia trên thế giới, loại quả này được ví như vàng xanh, được bán với giá vô cùng đắt đỏ. Đơn cử như trên trang Amazon, giá trung bình một hộp 6 quả xương rồng lê gai là $13, tương đương với khoảng 300.000 đồng.